sombra rồi sạch sẽ, quét tạm chân. Không ạ, dạ. Về nhà đi. Xíu đó. Đi tan gà rồi. Tan gà đấy. Ngồi trong nhà. Có mấy con gà còn bị bệnh rồi, cháu bé hôm chuyển đi bỏ cho con. Đi lấy thuốc. Còn chờ thợ bố về làm nữa. Cầm ba tự bưng này. Ghép đi ván. Chị muốn nước. Sửa cho tôi về nhỉ. Muốn nước. Bố cũng có đi đi chị đi làm mai nhá. Ừ. Đi đảo đâu chị? Đảo xa. Ừ, chắc cũng xa ở trên xử đi ổn thế. Sửa chuẩn bị đồ xong tí còn chị đi làm mai nhá. Ừ, thế ở nhà chắc con đi đó, rồi một mình đi nhá. Để đi dọn dẹp cái nhà tí đó. Con này nhé. Mang nó. Sửa đỡ tay. Sửa đỡ tay. Đi cẩn thận nhá. Ờ, thế sao về nhà nhá. Đi cẩn thận nhá. Nóng ở đây là gì?
hỏng hết rồi. Chúng ta đây một củ hỏng hết rồi nhỉ? Đảo thử xem đoạn này có nên không? Có được không chị? Đây một củ đây này. Nhưng mà đang hỏng hết. Sửa chặt sát đoạn, đứt hai đoạn. Sao mọc lên đấy? Giữa hôm nay là mọc lên nhỉ? Chặt đứt cái này đã. Có vui đấy thôi nhà chị. Bỏ đây. Xong là tìm đây sẽ có. Bỏ đây mình đào quen hết rồi. Được anh à, bé bé ôi to phết. Đều một củ bé bé này chị. Đều một củ bé bé tí. Ra đây. Đã cụ này xem này. Sứa ơi, hả? Được một củ măng to thế đấy. Xem với. Ô, to thế. To này, nhưng mà có to nhỉ? Củ của nó có to. Chắc không to thôi. Mùa này chắc nó chưa là mùa to đâu. Phết nhỉ? Mùa to. To gì? Sữa to tí rồi sữa ơi. À sẽ có ngon. Sữa hôm nay con đào cái gốc của nó ăn. Ngon. Ngon mà. Có không sữa? Hả? Con không có lấy trên này. Chị cũng là hai củ nữa này. Ô, con nó chặt hỏng rồi. Ê, sữa này. Ừ,
tập to đấy. Chị ơi, ở đây có hai củ nữa. Ô, trúng củ kia rồi. Có. Măng này ngon lắm. Đẹp thế đấy. Chị ơi, đào được rồi. Đã củ to lắm. To nhỉ? Ờ. To bao nhiêu đấy nhỉ? Nó đã sâu sâu thế có củ nào không? Ô, đeo một củ rồi. Cái kia. Sứa măng này. Mất tí. Cho đáng lắm rồi cậu nè. Thank you.
ra đắng rồi đấy. Thank you.
lâu một tí nữa. Nãy chả đào hết từ đây đi rồi còn. Sau thế là quá tốt rồi. Okay.
mang phẳng rồi. Để mang không? Cái này to này. Mà chất đẹp đấy. Này nhà đi. Xây làm như thế này xong đẹp rồi. Có. Mà
mai nó chờ khô hết xong mới thả nước vào đi. Lấy mấy củ nước ăn thôi. Có mệt không? Như tao mai mệt lắm. Chị đến nhiều không? Chị cũng được nhiều. Cũng được nhiều. Ừ. Có nhiều à? Có nhiều. Không có mang to mấy nhỉ? Đấy đây. Chuẩn bị mọc nó chẳng thế. Đi đào xa không có gì. Đi. Cũng gần. Cái này đẹp nhỉ.